Trước hết, chúng ta cùng nhau thắp lên nén hương lòng kính nhớ tổ tiên. Khôn ngoan nhờ ấm cha ông, làm nên phải đói tổ tông phụng thờ. Đạo làm con chớ hứng hờ, phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm. Sâu rõ ràng sinh ra
sau các hàng tiết ngày lành cháu con họ tộc tâm thành dâng lên còn dâng lên bái nguyện tổ tiên con dâng ba nội ngoại cũng là thứ thân bà tổ cô ông mạnh xa gần đều là nghệ thống tình thân họ nhà họ tộc con thiết lễ tình trầm hoan trăm họ gian lao con nhớ cầu bách điều quý hàng năm sẽ tổ chức dỗ tổ. Đây là ngày dỗ của tổ với đình chất, và theo thông lệ hàng năm chúng ta đã làm những cái lễ như sau. Chiều trước tôi là trưởng họ đã tổ chức lễ cáo yết. Sáng hôm nay chúng ta đang đi cảo mộ, và chương trình tiếp theo sẽ là tế tổ. Năm nay chúng ta sẽ tế đầy đủ các như mỗi năm sẽ đi đầy đủ các bước, gồm 62 bước tế, và danh sách tế chúng tôi đã công bố, và đội tế sẽ sẵn sàng chuẩn bị mời các cụ công bà vào trước của gian giữa của nhà thờ để tế tổ. Thay mặt họ Nguyễn Đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Nguyễn Văn Tư cùng vợ và con rể. Anh Tư vợ để chuẩn bị và con rể để cháu Đăng đã đi từ An Giang ra văn phòng làm việc. Anh ở Tây Nguyên, mọi quê nhà và có phòng khám ở An Giang, anh bay từ An Giang ra. Và tôi cũng thay mặt dòng họ cũng cảm ơn phái đoàn của các anh các chị ở nước y của bà chị Diệp về sẽ tác nghiệp ngày 2 ngày, ngày mùng 7 và mùng 8 để xoa bóp bóng huyệt và châm cứu cho tất cả những ai có nhu cầu. Và xin thông báo là toàn bộ chương trình ấy, từ khám chữa bệnh vẫn và phát thuốc hoàn toàn miễn phí và không bán cái gì cả và được tặng hết. Xin cảm ơn.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
hear a jungle.